Chào các bạn. Thì hôm nay em dịp có thời gian á, mình sẽ test hai cái động cơ tua cao á. Cái loại này là tua cao nhất bên shop mình luôn nha. Và cái này á, thì công suất á, khoảng 1 kW nha. Tại vì trên tem nó không có ghi, nhưng mà khi tính toán ra đó, thì công suất khoảng 1 kW, vòng tua maximum nè 6.000 nha. Tua mắc 6.000 à. Thì con này cái lực kéo á, rất là lớn luôn á, 5,26 Newton trên mét. Thì với lực kéo này á, thì rất là lớn, tương đương với con mạnh hơn con 750W của Mitsubishi, mạnh hơn một chút. Thì cái động cơ này thì nó có điều đặc biệt là nó có một cái pulley này nè, mà pulley này là zin nha, zin nguyên bản luôn, nguyên gốc của nó, tức là theo máy á, theo ấy. Thì con này là chuyên á, chuyên kéo băng nhám dây đai á, tốc tốc cao và mạnh á, cho nên rất phù hợp để các bạn chế nhám băng á, nhám băng mà bản lớn á. Và mình lợi dụng cái pulley này luôn, mình sử dụng nó luôn. Thì hàng này hàng Tháo Máy, hàng châu Âu, thì mình sẽ test nó. Thì cái bát này nè, cái bát này nè, hay là cái pulley nó lỏng hay sao nó rung, mình thấy nó hơi rung. Như một số cái lúc trước mình test nó rất là êm. Thì tua này, con này lúc trước mình đã đo rồi, có vẻ nó kêu phía sau cái encoder nè, thì mình sẽ sửa lại, mình sẽ chỉnh lại. Nhưng mà con này tua ra 3.2 nha, tua ra 3.2, các bạn chạy ở 24V tua ra 3.2. Thì 3.2 thì phù hợp cho những việc gì, giống như là chế nhám băng nè, hoặc là chạy máy máy hút chân không, máy hơi mini, hoặc là chế thuyền, mà thuyền nhỏ hoặc thuyền trung trung á, cũng được. Tại vì loại này lực kéo rất là khỏe. Con này không phải động cơ bước nha, động cơ sạc vô nha. Và nó có một cái encoder AB phía sau. Thì qua encoder AB này á, xung AB này á, mình có thể điều khiển bằng Arduino á, điều khiển để chạy theo vị trí á, rất là ok. Nhưng mà mình hiện tại bận quá, không có làm được cái video đó. Sắp tới mình cũng muốn điều khiển chạy vị trí theo qua cái xung AB này, qua con vi điều khiển là Arduino. Thì tại vì cũng có nhiều cái động cơ sạc vô nó có cái xung AB phía sau nè, cái xung á, cái encoder nó khác nhau nha các bạn. Cái encoder của những con sạc vô thông thường là nó như vậy nè, nó phải có cái driver hãng á. Cái này mình tháo của con Yagawa. Thì những cái như vậy phải có sạc vô hãng, những cái driver hãng á, thì mới sử dụng được cái encoder của nó. Nhưng mà các bạn biết, với cái xung AB á, với cái encoder mà có xung AB á, 4 dây á, 2 dây nguồn vào và 2 dây xuất xung ra, thì các bạn có thể điều khiển nó bằng đa dạng hơn, cái driver nó đa dạng hơn so với những cái encoder kia. Ví dụ cái này nè, cái này cũng mà phải buộc phải có driver hãng. À không, cái này thì mình tra data sheet ra có khả năng mình sẽ lấy 2 dây thôi. Như xung AB á, chắc chắn là sẽ có 2 dây nguồn đúng không? Một cái dương nè, một cái âm. Cái này thì nó không có ghi cụ thể như một số cái encoder kiểu như vậy á, thì nó có ghi cụ thể luôn, dây màu gì là chức năng gì, thì mình sẽ dễ nhận biết. Nè, ví dụ như cái này có ghi nè, cái này có ghi, nó có thể mình chỉ sử dụng 2 dây xung thôi. Nhưng mà cái này rất là thú vị nha, tại vì mình có nhiều cái này nè, mình sẽ nghiên cứu nó sau để điều khiển qua con Arduino á. Nếu được như vậy thì
shop mình sẽ đa dạng hóa sản phẩm hơn, có thể đáp ứng đa dạng hóa nhu cầu của khách hàng. Thì tiếp theo mình sẽ test qua cái con này. Con này cũng hiếm lắm nha, hàng châu Âu nha, hiếm lắm nha. Các bạn thấy nè. Made in nè, USA nè. Đó, không phải là con này các bạn kiếm trên thị trường mua cũng không có đâu. Bên bãi thì mình đi lùng sục á, mình tìm. Thì con này á, thì có một con trước á, mình làm một video á. Nếu bạn nào theo dõi kênh của mình sẽ biết con 970W á, thì mình đăng lên thì có một anh kia mua. Thì con này nó cao hơn một chút. Con này là 1,03 kW này. Đó, 1 kW đó, hơn một ngựa nha. Và con này lực kéo cũng khá là tốt, 2.05 Newton trên mét. Không bằng con xanh nha. Con xanh hầu như gấp đôi luôn á. Nhưng mà với lực kéo này thì có thể đáp ứng được rất là nhiều công việc rồi. Thì con này đặc biệt có thắng. Ở đây nó có hai cái trụ lên nhưng mà bị gãy rồi. Đó. Nhưng mà mặc dù gãy nhưng mà mình thấy nó không bị nước vào, vẫn còn rất là êm. Cho nên mình đem về. Có thắng cho nên các bạn sẽ phải buộc phải cấp thắng. Có thắng á, nó có một nhược điểm nhưng mà cũng có một ưu điểm. Có một số cái công việc á, khách hàng cần thắng. Trên đó cũng là một cái ưu điểm. Đôi khi thì cần thắng mà những con động cơ này mà con loại tốt mà không có thắng thì tiếc. Đó khi cắp vào các bạn nghe thắng nó nhả đúng không? Đó, thắng nó nhả. Mấy con này là thắng thường đóng nha các bạn. Khi mình mà bỏ điện ra, mình không cấp điện thì nó đóng lại nha, nó khóa lại nha, thường đóng. Hiện tại bên mình thì những con tua cao này cũng không còn nhiều. Bởi vì khách hàng chuộng á, mình bán hết. Ok, mình sẽ test nha. Con này hy vọng là tua nó sẽ cao hơn con này. Ừ, cao hơn. Con này tua cao hơn các bạn. Con này tua ra khoảng 4-5 nghìn, tua cao hơn. Thì còn đặc biệt con này nó có cái đế này. Đó, các bạn có thể bắt lại. Thì con này cũng gần tương đồng với cái con mà mình bán cho cái anh kia, 970W á, nó khá là giống. Hàng châu Âu thì đặc biệt cái thân nó nhỏ gọn, nó rất là nhỏ gọn so với những con của hàng Japan thì nó to hơn, nó có một tiêu chuẩn. Nhưng mà những con châu Âu này mình thấy nó rất là nhỏ gọn luôn, mà công suất cũng rất là cao. Ok, thì bạn nào có nhu cầu á thì các bạn cứ inbox nha, để mình tư vấn rõ hơn. Nhiều bạn ngại inbox nhưng mà mình phải hỏi rõ hơn, các bạn dùng việc gì, cần tua bao nhiêu, lực kéo bao nhiêu, mình ước lượng, mình dựa vào kinh nghiệm bán hàng nhiều năm. Chứ nhiều khi các bạn không hỏi thì mua luôn thì về thì lại mất công, đổi trả thoải mái thôi nhưng mất công thôi, mất công các bạn. Ok, thì video đến đây thì cũng còn shop, cũng còn cái loại này cũng có mấy con, 4-5 con. Loại này thì hết rồi, chỉ còn một con thôi. Và cũng còn nhiều loại khác nữa. Để có thời gian rảnh thì mình sẽ test cho các bạn xem. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha.